dành cho bạn trẻ chụp ảnh sống ảo các kiểu. Tà rùa này có món thịt trâu gác bếp này cực kỳ ngon luôn. Ngay đến chỗ thăm người em đây là món gà mông nhá. Gà này mới là chuẩn này. Đấy, chân đen xì. Hai bé khóc quá. Bếp vào với món su su xào cực kỳ ngon luôn đấy. Món này ngày xưa dân làng mình không biết ăn cái ngọn này đâu. Giờ đặc sản su su nó cảm giác nó giòn nhỉ. Ngon lắm. À, anh tí nữa em để cái địa chỉ các bác lên đây hoặc là các bác liên lạc cho em nhé. Em sẽ lên đây em sẽ giới thiệu cho các bác những anh em làm homestay này, những cái địa điểm đẹp. Mọi người lên đây thì ẩm thực, nói chung là ẩm thực trên này không các bác thích ăn kiểu gì cũng có, nhưng mà cơ bản này có những con gà như thế này này. Các bác ăn gà ở dưới quê thì nó khác. Đây gà leo đồi nhá, chạy trên đồi. Ở dưới là gà chạy bộ nó cũng ngon rồi đấy. À thưa em lấy con dao này test cho anh cái. Test con dao này cái. Đấy, lâu sẵn sàng này, con dao là dao chú sấy. Không sao đâu, né được mà. Ui ngọt thế. Ngon mà. Đấy. Đi đâu xa hay làm bất cứ cái việc gì thì trong gia đình mà có người quen ở trên bản thì thật sự là rất là vui, rất là quý luôn mọi người nhé. Thích lắm. Tao mèo thêm một động tác kéo nữa. Không đứt được. Đúng rồi. Chặt gà này ra miếng thôi chứ còn điểm mà đẹp gà thì toán đầu bếp chặt nó khác nhỉ. Hôm nay thưởng thức là ngồi ngay mâm lá này các bác này. Vui rồi ôi. Dao dùng có ổn không? Cảm giác nó hơi khó dùng, mình chặt lên thôi, còn đi rừng trước thì nó sẽ tiện hơn. Ở nhà xong rồi không quay. Đây các bác nha, đấy khi dao mèo chặt xong con gà rồi đây. Đấy, gà mông tuyệt vời, ăn như gà rừng nhá. Phê luôn này. Ship toàn quốc. Thịt trâu sấy ship toàn quốc nhá. Bác nào ăn thịt trâu sấy cứ gọi em nhá. Em vẫn có thể lấy cho các bác ăn thôi, các em không lấy tiền công đâu. Gọi là bác nào thích thì em lấy hộ thôi, sau này ai mua nhiều lúc đấy em lấy công để ăn để cho các bác nghiện trước đã. Ngon chưa? Hôm nay một trải nghiệm tuyệt vời luôn đấy các bạn. Chị về hết rồi nhỉ? Chị không có mạng ở trên này, không sống. Không sống rồi.
Đây anh em thử xong. Bạn thử bài đi. Hôm nay là bạn này chuyên dạy cho bạn này. Hiện tại là 11 giờ đêm rồi đấy. Anh em mới chuyển nhau. Nhau. Rất hay luôn nhá cái khe này. Bạn rất là trẻ nhưng mà thổi những bài rất là chất luôn đấy. Một trải nghiệm cho buổi tối hôm nay của em. Vâng, thưa tất cả mọi người nha, một buổi sáng thức dậy trên này rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh luôn. Đấy, em đang di chuyển trên để lên đỉnh gió của Tà Xùa nhá, là nơi để chúng ta chuẩn bị để săn mây đấy. Nói chung là trên này thời tiết và khí hậu rất là lạnh luôn, buổi sáng sớm thì khỏi phải bàn. Đấy, bác nào đi chơi mà không mặc áo khoác thì chỉ có chết cóng thôi các bác nhá. Cực kỳ gió luôn và lạnh luôn. Nhiệt độ lúc này và buổi sáng sớm là lúc tầm 6 giờ sáng này nó rơi vào tầm khoảng 5-6 độ các bác nhá. Vâng, trước mắt tất cả quý vị và các bạn là những hình ảnh đẹp nhất em chạy và quay lại cho các bác cùng xem nhé. Đây là một buổi sáng bình minh. Đây em chọn được cái vị trí ở chỗ Sơn Trà. Đấy, chỗ này thì dành cho những anh em nào và những người bạn nào lãng mạn này, thích tình yêu hoặc là thích sự yên tĩnh, thích sự thơ mộng thì chúng ta lên với Sơn Trà trên đỉnh Tà Xùa này nhé các bác nhé. Nói chung là dành cho những người thích yên tĩnh và không khí trong lành thì khỏe bạn. Ôi, thưa mọi người ơi, cảnh ở đây thì rất là đẹp nhưng thời tiết buổi sáng này lạnh quá, mà trời lên rồi nhưng mà tốc độ gió rất là khiếp luôn. Có thể nói là thời tiết này gần như đóng băng các bạn, run cầm cập luôn. Vâng, thưa tất cả mọi người nhé, buổi sáng đi săn mây trên này vào mùa hè mà như mùa đông, không biết là mùa đông nó như thế nào nữa. Buổi sáng thế di chuyển coi như lạnh quá. Khiếp thật. Đứng im đây mà mọi người thấy là mây nó đang di chuyển rất là mạnh.
Thưa tất cả quý vị nhé, vào buổi sáng ở trên gọi là đỉnh Ta Sùa nhá, thật sự là một không khí tuyệt vời. Chỉ mỗi rằng là buổi sáng vào mùa hè nhưng mà thời tiết nó rất là lạnh đấy. Thời tiết em ngồi đây rất là lạnh luôn. Nói chung là không khí thì dễ thở, rất là tràn đầy sức sống luôn. Tuyệt vời lắm. Lên đây thì từng khoảnh khắc một, từng giây một thì em cũng muốn là cho các quý vị và các bạn cùng xem. Đây ở đây thì em cũng chả hiểu rõ sao mà nó gió mạnh như thế. Rồi em lại di chuyển góc khác cho mọi người cùng xem nhé. Đẹp lắm. Quán một không gian nó nhỏ. Ở đây có cả cửa kính ấy. Trong này thì ấm hơn. Ra ngoài thì lạnh. Wow. Ra đến đây ngập gió luôn. Mùa đông được bạn làm trong quầy bạn trong quầy ba bạn bảo mùa đông ở đây âm 1-2 độ hoặc là có thể đến thời tiết trung bình rơi về tầm 2-3 độ. Em nghĩ là 2-3 độ mệt lắm. Chung là không gian ở trên này rất là thích đâu, dành cho mọi người check in rồi các thứ luôn. Đẹp lắm, không khí ở đây nhiều không khí trong lành lắm. Oh. Các ơi, em là đang có mặt tại một cái gọi là Xín Vàng, một bên gọi là làng Chếu. Đấy, theo người Mông là làng rượu đấy các bạn. Làng Chếu. Nó khủng khiếp luôn. Hình như cái ánh chưa được lên đây sao ấy. Đấy, gió này mà
đẹp chưa? Chè á? Chè ta sùa. Có biết cái nào đâu, có cảm nhận kịp cái gì đâu, say rồi mất ra. Thịt sấy, trứng nướng, các thứ. Ủa. Đứng đây mà gió ác thế. Đây là chấm chéo chả? Cái này chấm chéo. Nước chấm này. Cái này bán theo mét hay bán theo cân chứ? Ok, tí nữa về đây chơi tiếp. Đấy, trước mắt tất cả quý vị và các bạn đây. Phía trước mắt chúng ta đây là sống lưng khủng long nha, bên trước bên trước mặt kia các bạn kìa. Ở đây nhìn xa cảm giác nó rất là bé. Đấy, nhưng mà sao bên kia thì đấy. Người Mông thì bảo là đi một tí sang bên kia thôi, nhưng mà đi thì từ đấy sang đấy thì search Google từ đấy sang bên, có nghĩa là đi từ quả đồi này sang quả đồi bên kia ấy, là gần 57 cây. Có nghĩa là từ em ấy từ chỗ, có nghĩa là từ cái chỗ mà người bạn người đấy ờ. Từ đấy xuống đấy cũng xa chứ nhỉ? Tầm 300 mét. Làm gì? Dài. 300 mét thôi. Ống nước kìa. Không, đang bảo cái nước mỏ cái heo mà từ trên đường xuống đỉnh mỏ ấy. À, cái ống nước thủy điện kia chắc phải cây hay cây. Nếu mà lúc nào mà mây thì nó trắng xóa ở dưới này đi, xong rồi người ta đứng ở mỏ người ta quay. Cái này là quế của Lăng Sáng đấy nhỉ? Ở đây, ở chỗ này là gọi là gì em? Trò B. Trò B á? Trò B, trò A. Trò B, trò A. Để mà nói là đi sang bên kia nhỉ. Ui ôi, vòng sang bên kia mấy chục cây số là phải thôi. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, thì em đang di chuyển tới địa điểm du lịch ở trên Tà Xùa, thì có hai điểm nha các bác nhé. Thì có mỏm cá heo này và cây cô đơn. Đấy, mời quý vị các bạn cùng theo chân em tiếp theo nhé. Sắp đến cái mỏm cá heo chưa nhỉ? Tao cà phê. Đây, mỏm cá heo đây. Có cả ngựa. Mồm chó vó ngựa nha, đừng đứng sau đi nữa. Ngày xưa nhớ mãi thằng Mến bị con ngựa đá cho một phát nhờ. Trên mỏm cá heo có con ngựa rất là xinh. Nó có sợ nhờ. Nó mà quay đi sang thì nó vã được một phát xuống luôn. Đây, trước mắt mọi người đây là mỏm cá heo. Hiện tại là ở cái góc này thì em thấy rằng là nó ra một cảm giác như là không biết là có giống cá heo hay không, nhưng mà thấy một viên đá khổng lồ ấy tự nhô ra. Không biết là góc này có phải là ra hình con cá heo hay chưa. Ôi, cho mọi người nhìn cảnh vật xung quanh này. Chụp một kiểu như kiểu là Tôn Ngộ Không khiêng đá đây. Mỏm cá heo. Cái góc này có ra không đây?
ui gió ác thế. Ua đây ua đứng đứng đây à. Gió này, gió cực kỳ luôn. Đứng mà cảm giác như nó ấy lại luôn. Yeah. Nói chung là giữa điểm chơi săn mây với mỏm cá heo này đi sang đây xa quá. Cứ tưởng gần. À, thì thưa tất cả quý vị nhá, đây là trên mỏm cá heo này thì là em mang dao lên mổ cá nhá. À, đi đâu cầm cầm cho con dao lên em mổ cá heo nhá. Hôm đó gió to quá, đứng không nổi luôn. Đấy, vừa đi vừa cầm dao này chơi cho cậu, chơi để cho các bác xem nhá. Đây 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 đây. Ui, nghiêng người không đổ. Ôi, bay. Hôm qua là trời tối nên là chưa cho các bác xem kỹ được cây dao này được. Đấy. Con dao này rèn thủ công nhá. Đây những cái vết búa này lõm 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 này. Chắc là đây là tôi bằng cây chuối. Hôm qua em có mài lại nên là nó cũng khá là sắc rồi. Vừa đi vừa khoe dao các bác nhá. Được cây dao là những cái khâu dao này này. Đấy, ở vỏ này được làm vỏ cây mận nhé. Cây mận. Quả gì đấy em? À ơ chỉ thiên à? Được được. À, có cái quán cà phê rất độc đáo nha. À, Tao Cà Phê. Đấy. Không có dấu à. Ở ra cái mom kia. Wow, toàn cảnh. Mom đá. Ra ngoài. Chỗ này dành cho bạn trẻ chụp ảnh sống ảo các kiểu. Lên đây anh chụp cho. Chú lên đây anh chụp cho. Đã, tôi đây em đang chụp. Chụp đôi còn gì nữa. Hôm nay mặc váy cưới đây chú ơi. Bay luôn rồi. Cái sung mà. Đi xuống, đi xuống xem cái bạn, hai bạn người Mông đâu nhỉ? Sung sung bộ đơn. Ôi, ôi. Ồ, sung này có khi quên mất cái mang lọ muối chấm. Sung nhiều này mà. Sung cô đơn. Bạn ơi, bạn người Mông ơi. Ui gì. Xem hai bạn người Mông như nào nào. Ủa. Ủa giời. Em ở đâu đến? Phú Yên ạ. À, Phú Yên. Ủa thế thì mình ở xa hơn bạn rồi. Thương ơi, em lấy con dao chưa? À đây, đây anh lấy cho. Chụp ảnh thì phải bỏ khẩu trang ra chứ. Mà khẩu trang thì làm sao mà chụp được. Gió cực to luôn em ạ. Anh xong trực tiếp chưa? Chụp ảnh cho em vác một viên đá cái. Ok.
cây cô đơn. Cây cô đơn. Thấy sự cô đơn cho em. Đúng rồi. Đâu không cây nào đâu. Ồ, hết hẳn hơi rồi kìa. Đi. Sao rồi? Tí nữa cho anh sang đây anh kẹp ba. Đây là cây cô đơn một mình. Và view là nhìn ra cái đập thủy điện. Cây này chắc là nhiều người ôm lắm rồi đấy. Ôi mình. Ôm cho đỡ cỡ. Trung Trinh Tà Xùa đây. Em là có thử uống thử rồi. Đấy. Thử nhá, thử là ngon luôn. Có như là ngon lành là đóng ngọt thật nhá. Ừ. Đúng bằng thật luôn. Đấy, đúng nó là rồi ông. Uống đây nước chè thì màu rất là đẹp. Đặc sản luôn, màu rất là đẹp rồi và quay TV, quay này. Vị của nó cũng không không đắng, không chát, vừa tầm, nói chung là vừa tầm uống. Bao nào thích uống chè uống. Đấy, như ông nói là cái chè này là không phun thuốc sâu, không có loại hóa chất gì cả. Nếu mà ở trong làng mà ai phun thuốc sâu thì là bị phạt đấy. Ừ, thật sự là bắt đầu là 6 năm nay rồi, có nữa. Thằng nào phóng hiểu thì mang ra đây bán thì kiểm tra nương. À. Kiểm tra nương, thực tế. Bây giờ hiện nay là có máy cá cơ mà. Đấy, có máy cá cỏ cơ mà. Yeah. Không phải là như từ xưa mình ngày, phát đâu. Ngày xưa lấy ra phát xong là... Ngày xưa rồi phát, bây giờ có máy phát. Vâng vâng. À này có bớt đi không đấy để cân lại đi. Không được bớt. Cung đường này rất là đẹp. Anh em đi phượt đi trải nghiệm bằng xe máy sẽ hay hơn. Đi bằng ô tô thì phải xe thật được khỏe ấy. Nhưng mà đi ô tô thì không nhìn được những cảnh đẹp. Điểm du lịch. Mãi còn chưa đến chỗ nhà anh Tom nhỉ. Một chặng đường cực kỳ xa. Từ đầu đồi bên kia, đầu đồi bên này. Nói chung là thật với tất cả mọi người là cái thung lũng này rất là đẹp luôn. Đấy, cái đồi mông xôi kia kia. Một
thung lũng. Háng Chú, trạm tấu 10 km. Mấy trăm cây rồi thì cái tầm mấy chục cây thấy nó bình thường thôi nhỉ. Mùa hè như mùa đông. Ừ đúng rồi, chỉ có mùa thu. Đuổi bò về đấy á. Ui, một đàn bò, một em bé dắt thêm một con bò. Dắt con bò đi tận đâu ấy chú? À, bán hết cả tất là tật đấy à? Dắt về chậm tàu á? Trả con gái ra cho à? Bao nhiêu tiền đàn này à chú? À, dắt hộ cho họ thôi. Dắt từ đâu đến đây rồi? Từ Xín Vàng đến đây rồi. Là mười mấy cây rồi à? Đi bộ mười mấy cây rồi á? Bây giờ cả em bé kia nữa à? Thần thế nhờ. Bây giờ là từ đây sang bên kia là 20 cây nữa à? Đi bộ 40 cây. Thì đi từ sáng à? Thì đi được nhanh thế. Ui, em bé dắt bò đi thế này cơ. Thân nhờ đi cũng nhận là đi giỏi thật đấy. Thì chào hai bố con nhá. Qua cái eo này là sang chưa đến trung tâm huyện nhưng mà khu vực của huyện Trạm Tấu. Đấy, mọi người vừa thấy cái hình ảnh em bé dắt con bò ấy, đi 45 cây rồi. Còn từ cái chỗ hiện tại em đang quay đây là còn 20 mấy cây nữa thì mới đến trung tâm huyện nhá. Còn đến từ trung tâm huyện mà đến những cái chi nhánh và những cái người mà dắt bò này mà cái ông chủ mua bò không biết là bao nhiêu mới đến nhà này. gọi là 30 cây số đi bộ. Thật sự là những cả em bé đi với tốc độ như vậy này, các vận động viên thi chạy bộ thì không bao giờ, chắc là không bao giờ bằng. Quá giỏi. Nhìn thường quá. Chỉ bé bằng con gái nhà em thôi mà đi như vậy. Cua đứng ra góc này người nhìn đường ấy. Úi dồi ôi, giờ chỉ có trôi về thôi nhá. Nó lòng vòng, nó lằng ngoằng đấy. Chính khúc cua này săn mây ở đây mới là khiếp chứ nhở. Ở cái đỉnh kia nhở, đi xuống này đường những chín khúc cua. Hiện tại là ô tô chưa lên được một cái đoạn đường này chưa làm xong nên là những cái xe này cắt được như được. Trên cao thì lạnh lắm mọi người ạ.
khoan đổ trụ ấy nhỉ, còn sạt. Ý, ô tô đi đoạn này khiếp chứ. Nổ ngược lại mình rồi đâu. Bùm. Không đường đi về đây. Đoạn này là đoạn đỉnh nhất đây. Có sâu không đây? Đã ra sâu đấy. Chú à, ai à, gốc củi to thế là đốt đi thôi à. Thảo. Ui, bác có cái con dao đẹp thế, cho em xem một tí. Chặt chặt xem con dao một tí. Sáu rồi. Con dao này mua ở chợ đâu quá. Mua chợ thôi. Em đi đâu vậy? Em đi Sơn La vậy. Cái này là sang Trạm Tấu mình rồi nhỉ? Trạm Tấu rồi. Lạnh ơi. Nó to lạnh. Ấm thật đấy. Đốt hẳn một khúc củi thật to để sửa ấm. Đốt để sửa. Để tiết kiệm mùa đông mới đốt được quá. À. Đây cái nướng con gì nhỉ? Bắt con thịt gà nướng ở đây thì ngon luôn. Con đèo đây. Rất dài. Đoạn ruộng này rất đẹp nha mọi người nha, tại thôn Tài Chử nha. Các bạn công nha. Đẹp luôn này.